Và tiếp theo là đến màu cam, anh sẽ tô ở chỗ này, mái tóc này. Và hôm nay anh sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một cô gái thật là xinh xắn này, thật là dễ thương nhá. Và anh cho các bạn xem ngay bây giờ nè. Đây, wow, các bạn thấy dễ thương nào? Sao ta dễ thương đúng không nào các bạn ơi? Và các bạn hãy theo dõi hết video xem anh hướng dẫn các bạn vẽ như thế nào nhá. Và chúng ta hãy bắt đầu nào. Rồi, chúng ta chuẩn bị nha. Và từ đây này, anh kéo vòng, kéo uốn xuống này. Đây anh kéo vòng lên, uốn xuống đây. Rồi, nối hai điểm lại. Nhớ là vẽ một hình cong nha. Một đường thẳng ở đây, rồi bo cong. Một hình thẳng ở dưới, bo cong. Ok chưa nào? Và từ đây anh kéo xuống này. Kéo xuống, bo cong vào trong. Rồi kéo lên, kéo xuống. Kéo lên này. Kéo cong lên. Rồi kéo xuống, kéo lên. Rồi từ đây anh kéo xuống này. Kéo xuống, cong lên. Rồi cái chữ M này. Đây kéo xuống này. Rồi kéo lên. Kéo xuống đây. Rồi từ đây anh kéo thẳng xuống này. Kéo xuống, ta kéo thẳng xuống. Thẳng xuống, đây, anh vẽ chữ V này. Và từ chỗ này anh kéo xuống đây. Được chưa nào? Và tiếp theo này. Và từ chỗ này anh kéo xuống đây, cong vào trong này, bo cong vào trong này. Và từ đây anh kéo ra đây. Kéo thẳng ra. Được chưa nào? Ở trên này. Và từ chỗ này anh bo cong ra đây. Bên này anh có bo cong ra đây. Rồi anh nối hai điểm này lại. Hai bên này. Và từ đây anh vẽ một hình tròn ở đây. Anh vẽ một đường lên đây này. Rồi một đường cong xuống đây, bo vào đây. Và tiếp theo là một đường anh bo ra đây này. Rồi tiếp theo này. Và từ đây anh bo xuống. Kéo xuống này. Rồi kéo vào trong này. Và đây trên này anh kéo xuống đây. Và từ đây anh kéo thẳng xuống. Rồi kéo lên này. Kéo xuống. Rồi cong ra đây, rồi ta kéo lên. Ok chưa nào? Và anh gạch một đường ở đây, một đường phía bên này. Và anh nối ngang qua đây, kéo một đường thẳng này. Và đây anh kéo qua đây, anh vòng lên. Kéo vòng lên này. Và từ đây anh kéo ra đây. Kéo ra đây. Anh vẽ một hình tròn ở đây, gạch một đường hai đường ở đây này. Ở trên này anh kéo xuống này. Kéo xuống nối điểm này, ok chưa nào? Và tiếp theo ở trong này, anh kéo một đường cong nối với điểm này. Và ở trong này kéo một đường cong nữa này. Rồi kéo lên là kéo xuống đây. Rồi kéo lên này, kéo về đây. Rồi từ chỗ này kéo xuống đây, kéo lên. Kéo xuống, kéo lên đây. Bên bên này anh kéo lên này, kéo xuống ngoài ở đây này, rồi kéo lên này. Rồi kéo lên. Kéo lên trên này, ở trên này các em. Và tiếp theo ở chỗ đó này anh vẽ một đường đây. Rồi vẽ một đường ngang qua đây. Và anh vẽ những cái chấm đen này. Ba chấm đen đúng không nào? Ok chưa nào? Và ở đây anh nối một đường cong ở đây này. Tiếp theo là đôi mắt. Anh vẽ một đường gạch ngang qua đây. Rồi chữ V này, anh vẽ chữ V lộn ngược ấy. Và một đường ở trên này, vẽ một vòng cung ở dưới này. Rồi anh vẽ một vòng tròn ở trong. Ok chưa nào? Và ở đây anh vẽ một đường cong ngang này. Rồi vẽ một đường bo qua tròn ở dưới. Rồi vẽ hai đường ở trong này. Ok chưa các em? Và trên này anh vẽ một đường lên trên này. Phía bên này cũng một đường lên đây. Đấy, ok chưa? Và tiếp theo là anh sẽ tô đậm nha. Bút màu của các bạn đã rồi. Đây, bút màu của anh nè. Rất là nhiều màu sắc đúng không nào? Và chúng ta hãy tiến hành tô màu nha. Và tiếp theo đến tô màu này. Anh sẽ tô màu cam này. Màu cam cho mái tóc nha các em. Anh sẽ tô màu cam cho mái tóc đấy. Một cô nàng chibi rất là dễ thương đúng không nào? Đây, anh đang tô màu cam cho cái mái tóc nha các em ơi. Các em nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem nha. Và các em hãy lấy giấy bút ra này. Chúng ta hãy cùng nhau học vẽ, học tô màu. Và chúng ta hãy cùng nhau học màu sắc này đấy các em. Màu cam nha các em. Và cái chỗ này anh vẽ một đường vòng qua đây. Rồi anh lấy bút màu đen vẽ một vòng qua nha. Và dưới chỗ cái áo choàng này, anh quyết định sẽ tô màu xanh dương này. Cái áo choàng này là màu xanh dương nha các em. Màu xanh dương đúng không nào? Màu xanh dương còn gọi là màu xanh nước biển hoặc là màu xanh da trời đấy các em. Màu xanh dương cho một cái áo choàng rất là đẹp đúng không nào? Và tiếp theo này là chỗ này anh cũng tô màu xanh dương luôn đấy. Rồi khuôn mặt anh sẽ tô màu hồng cam này. Khuôn mặt màu hồng cam nha các em. Màu giống màu da của chúng mình đấy. Màu hồng cam đúng không nào? Anh sẽ tô cho khuôn mặt. Các em nhớ theo dõi hết video xem anh hướng dẫn và tô màu như thế nào nha. Đây anh tô ở dưới này. Màu hồng cam này. Rồi ok nha.
Và tiếp theo ở chỗ này, dưới chỗ chân hai chân này anh cũng tô màu hồng cam luôn đấy. Và cánh tay này anh cũng sẽ tô màu hồng cam luôn. Và cái dưới chân này anh sẽ tô màu vàng này, màu này màu vàng nha các em. Và chỗ này anh cũng tô màu vàng luôn đấy. Màu vàng nha các em nhớ màu vàng nha. Một cô gái rất là dễ thương đúng không nào? Rồi ok chưa nào? Và chỗ này anh cũng tô màu vàng luôn này. Và tiếp theo là đến màu cam, anh sẽ tô ở chỗ này, mái tóc này, mái tóc ở trên và dưới này anh sẽ tô hết màu cam nha. Mái tóc màu cam đúng không nào các em? Các em nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem nha. Và chúng ta hãy cùng nhau học màu sắc, học vẽ, học tô màu nha các em. Màu cam đúng không nào? Anh đang tô màu cam cho mái tóc đấy. Và tiếp theo trong cái miệng này anh cũng tô màu cam luôn này. Và cái mắt này anh cũng tô màu cam luôn đấy. Và cái miệng này anh sẽ tô màu hồng này. Và hai cái tai ở trên cũng là màu hồng này các em. Rồi ok chưa nào? Anh đã tô xong rồi đấy này.